Một cuộc cãi vã diễn ra ngay đám tang của bà lão nghèo từng nhặt cậu bé bị bỏ rơi giữa chợ Thiết, quận 11. Khi bà lão nhặt cậu bé, bà đã cầm cố mọi thứ để nuôi đứa trẻ khôn lớn. Và khi bà ngã xuống, cậu bé đã bán hết tài sản để lo cho bà. Khi Phong Bụi chia sẻ câu chuyện ấy đã khiến cho rất nhiều người xúc động về cổ tích giữa đời thường. Thế nhưng Dũng chỉ nhận số tiền đúng 100 triệu đồng để lo chi phí cho bà, thậm chí từ chối số tiền trên 1 tỷ đồng từ nhiều người đóng góp vì em nghĩ rằng bấy nhiêu đó đã đủ để lo cho bà rồi. Ấy vậy mà khi bà mất, người thân máu ruột của Dũng đã tìm đến đám tang, đã xin hỗ trợ một phần tiền lo trang trải nợ nần. Dũng đã nhất quyết từ chối, một cuộc cãi vã to tiếng được diễn ra ngay trước quan tài người mất. Sau khi lo hậu sự, Dũng đã tìm đến mình xin gửi toàn bộ số tiền còn lại trị giá 28 triệu đồng với mong muốn hỗ trợ những bữa ăn miễn phí cho người bệnh như tâm niệm mà bà lão lúc còn sống. Nhưng mà thực sự là người nằm ở đó hài cốt chưa lạnh, chưa đi hết cuối chặng đường nữa là đã vậy rồi. Thì anh nghĩ đi, má hai đi rồi không có sự che chở của má hai em sẽ tới mức nào nữa. Chào mọi người, hôm nay thì mình gặp lại em Dũng. Chào mọi người. Con của má hai, một cái bà lão mà đã từng nhặt Dũng cách đây 28 năm trước tại khu vực Chợ Thiết, Sài Gòn. Mấy ngày qua thì Dũng cũng đã lo cái hậu sự xong hết rồi đúng không? Dạ xong hết rồi. Chính thức hôm nay thì cái đám tang của bà em như thế nào rồi? Thì xong hết rồi. Thì có chút xíu gì đó nó không trọn vẹn thôi nhưng mà không ảnh hưởng nhiều. Đêm hôm trước anh có nhận được thông tin ở nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, nơi mà bà của em, mà em gọi là má hai á, có xảy ra một sự cố. Thì em có thể cho anh biết rõ là sự cố gì khi mà trong quá trình mà bàn thờ ở đó, quan tài ở đó và mọi thứ ở đó lại xảy ra một cái sự cố mà đến mức mà phải kêu công an đến để giải quyết. Thì nói kêu công an là em nhất là em đẹp hù thôi, hù cái người họ đến gây rối thôi, chứ thực sự là không đến mức tang lễ. Mà tang lễ kêu công an đến thì rồi má hai ngủ nằm ở đó, má hai cũng bực dậy bóp cổ em luôn. Thì có một số người già thì họ gặp khó khăn đấy, túng quẫn quá thì họ không lựa ngày nửa tháng, họ lựa ngay cái ngày mà mình làm đám tang với má hai. Họ đến họ kêu em giúp đỡ đưa tiền, nhưng mà cái tiền này tiền để em làm theo di nguyện của má hai là em đưa lại cho anh Phong để anh Phong hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn hơn em, nên là cãi vã rất là lớn tiếng và có động tay động chân là người ta đánh em, nhưng em không có phản kháng. Thì em bây giờ em thực sự là em rất là rối nên em không có dám giữ cái số tiền đó trong người. Thì trước khi anh Phong đi hỗ trợ những hoàn cảnh khác thì em xin hôm nay là sau clip này em gửi số tiền cho anh Phong giữ giùm em trước, tại vì em rất là sợ. Tại vì khi tại tiền bạc nó tha hóa con người lắm, một khi mà nó vào đường cùng cái gì họ cũng làm được hết, nên em xin mình gửi anh Phong trước. Còn khi nào mà anh Phong có đi hỗ trợ ai kêu em đi theo, em không có biết người ta. Ngày hôm nay thì tụi mình vừa mới mua rất là nhiều trứng nè để mang đến xóm Việt Kiều ở Hồ Dầu Tiếng, Campuchia. Đây, xóm Việt Kiều, Campuchia để đi phát cho bà con trong rạng sáng mai. Nhưng mà do là ngày mai là cái ngày cúng thất đầu tiên cho nên Dũng sẽ không đồng hành được. Cũng muốn đi lắm nhưng mà lo đám bổn phận của người con nè. Anh hỏi rõ một tí, anh có một sự tôn trọng nhất định đối với những cái người bà con của em. Dạ. Cho nên là anh không tiết lộ với mọi người là dạ, người đến quấy rối cái đám tang của má hai là ai. Dạ. Để họ xem được clip này họ thấy mình có một chút tôn trọng. Tất nhiên thì không hiểu tại sao cái người đó lại đến quấy rối đúng cái thời điểm mà người mất họ vẫn chưa được hạ hiện. Lúc đó là em cũng nóng lắm, tại vì nhưng mà mình thứ nhất người ta là người lớn, mình không thể nào mà mình quá khích được anh. Từ ngữ có nhiều khi là quá khích thiệt, nhưng mà không đến nỗi là phải gọi là mất tôn trọng mà gọi là mất dạy. Nhưng mà thật sự là rất là bất mãn luôn á. Em muốn phản kháng mà không dám phản kháng. Cái hôm đó thì họ đến quấy rối đám tang má hai bao lâu là kết thúc? Lúc đầu là tới ngồi nói chuyện thôi, ngồi nói chuyện với má Út. Ngồi nói chuyện chừng tiếng mấy em đã tỏ thái độ ra là em đã không quan tâm rồi. Tại vì em biết mục đích đến. Tại vì cái ngày má hai chưa tẩm liệm là đã tới buổi sáng là đã có ý đồ rồi. Em đã biết ý đồ rồi. Nhưng mà em vẫn lơ đi tại vì má hai đang tẩm liệm, không muốn làm phiền. Nhưng mà tới tối ngày đêm cuối rồi vẫn... Nói chung là cái chuyện đó thì biết thôi, bây giờ mình cũng không nói tới nữa.
trừ khi mà em không cầm tiền trong người thì mọi chuyện bình an. Rồi họ ra điều kiện là em phải làm điều gì để họ để cái đám tang đó lúc đó bình yên? Nó xuất phát điểm bây giờ em ha, cái xuất phát điểm từ cái căn cước công dân bị gãy của em không còn giấy tờ tùy thân. Em lên cơ quan chức năng em nhờ cấp lại thì họ đòi em phải có hộ khẩu. Thì nhưng mà hộ khẩu thì người trong nhà em mang đi cầm rồi. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay em làm cái giấy khai tử cho má hai. Vì không có căn cước công dân mà em không làm được luôn. Tại vì căn cước công dân của má hai với làm khi mà điền xong cái form của cơ quan chức năng đưa thì em mới cần có căn cước công dân, nhưng mà căn cước gãy rồi không chịu đâu. Đó, tới bây giờ vẫn chưa điền được cái tờ giấy làm giấy bao tử luôn. Do là không có thông tin giấy tờ tùy thân. Dạ. Mà em hỏi người nhà em là cầm cố cái hộ khẩu bao nhiêu thì quất cho một cái 5 triệu bạc, trời ơi. Vậy thì theo nguyên tắc á, bây giờ em muốn được thực hiện các cái giấy báo tử á, hoặc là em có làm lại cái căn cước của em là em bắt buộc phải có hộ khẩu. Hộ khẩu và với số tiền là 5 triệu đồng. Anh nghĩ là em có mã số định danh thì có thể tự đi làm được, không cần hộ khẩu. Mã số đâu có đâu. Sao không lấy dựa trên cái số căn cước công dân này kêu công an cấp cho một cái mã số định danh? Hôm qua em đã đến công an phường 8, quận 6 em hỏi rồi. Thì chú công an khu vực, chú mà phụ trách khu vực của em ấy, chú bảo là cầm hộ khẩu lên đi chú làm cho. Vậy là người nhà em là biết được rằng là em có cái điểm yếu đó là không làm được giấy tờ, cho nên là yêu cầu em phải gửi cho họ 5 triệu. Không phải gửi cho họ 5 triệu mà thật sự là họ đã cầm rồi. Và họ kêu em đi chuộc về. Nhưng mà nếu như mà chuộc về sau này em có làm cái gì nữa, lỡ anh em đi cầm nữa rồi sao? Mà em phải tốn tiền nữa. Tiền tốn không quan trọng đi, nhưng mà vấn đề là cái vấn đề họ mang đi cầm nó phi lý. Cuối cùng là sự việc giải quyết như thế nào? Không ai vui vẻ hết. Má Út cũng chửi em quá trời luôn. Thật sự là em không có muốn nổi nóng trong đêm đó. Nhưng mà thật sự là người nằm ở đó hài cốt chưa lạnh nữa. Chưa đi hết cuối chặng đường nữa là đã vậy rồi. Thì anh nghĩ đi, má hai đi rồi không có sự che chở của má hai em sẽ tới mức nào nữa. Nên thật sự bây giờ là em muốn trong ngày hôm nay là em thực hiện gửi hết số tiền cho anh Phong giữ. Tại vì người mà anh nhiều khi túng quẫn cái gì cũng dám làm hết, nên không dám giữ tiền mặt trong người luôn. Em gửi hết vô thẻ luôn. Hôm nay em gửi hết anh Phong là em chỉ còn chi phí đi đường, chi phí ăn thôi. Là tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh mà không lười là không sẽ đói. Nên em gửi hết cho anh Phong giữ, khi nào anh Phong tìm được cái hoàn cảnh nó khó khăn hoặc là có đi cái chuyến thiện nguyện nào này mà em không có kẹt cái thất của hai hay là ngày cúng thì em đi chung với mình luôn. Để một phần là làm công ích xã hội, với lại là dùng nó để vơi đi cái chuyện này, để bước qua cái nỗi đau này. Em có thể cho mọi người biết được là tổng cái số tiền từ hôm bữa giờ mọi người hỗ trợ cho má hai để chị mình á là bao nhiêu? Không tính xe của cô kia mua cho và laptop của một cái chị bên Mỹ gửi thì tổng cộng là thiếu 200-300 ngàn là 100 triệu. Thì là thực phẩm chức năng và những cái thuốc mà hai má hai tiêm với lại tiền viện phí là nó hết, và bác sĩ đã chịu một mớ rồi đó, và nó còn mấy chục triệu á. Thì nhưng mà cái đắt cái chỗ là cái áo quan của má hai, do là nghe cái cô kia nói là như 40 vậy, tại vì cái áo quan đẹp lắm anh thấy mà, với lại sảnh rồi hỏa táng rồi lên chùa để là hết mười mấy triệu nữa. Cho cốt hiện giờ đang gửi chùa. Dạ, chùa Sùng Hưng. Sùng Hưng à. Ngay dưới chân cầu Hậu Giang xíu, quẹo về hướng ra chợ Bình Tiên á. À, chùa Người Hoa. Rồi em tốn luôn cái chi phí là cơm với lại cà phê sáng cho má hai. Đây cái má hai là thà không ăn sáng mà có cà phê với trà. Nên là em có đặt quán cà phê đó, mỗi sáng là mang một ly cà phê với ly trà cho má hai nữa này. Cả chi phí chi hết thì bây giờ là em còn bao nhiêu đây? Còn 20, nãy em mới mở tài khoản ra mình xem là tổng cộng là 28 triệu 600 mấy nghìn. 28 triệu 600. Thực sự nếu bây giờ em rút cái tiền này ra 5 triệu em lấy hộ khẩu vẫn được. Nhưng mà cái đó không có làm được, trên nguyên tắc là không làm được. Tại vì tiền này tiền của cộng đồng để cho má hai chữa bệnh. Tại sao anh nói thú thật nha, trong cái đám tang như vậy á, mọi người đến quấy rối. Thì anh nghĩ rằng là đôi khi mình bỏ ra 5 triệu đồng để mình mua cái sự yên ổn trong cái đám tang hôm đó, hoặc là ít nhiều gì em cũng có điều kiện em lấy được cái sổ khẩu để em làm lại giấy tờ. Nhưng này em lại từ chối cái việc đó và nhất quyết là họ muốn làm gì quậy phá đám tang gì kệ. Nếu mà họ làm quá thì bất quá thì kêu chính quyền xuống. Tại vì cái tiền này từ đầu với mục đích mọi người gửi là để má hai chữa bệnh. Nhưng mà má hai đi rồi không dùng được số tiền này nữa thì mình hỗ trợ lại cộng đồng chứ không phải dùng mục đích cá nhân.
5 triệu đi làm có được mà. Kiếm được công việc làm thì chuột về, còn không kiếm được việc làm thì mình đi làm thời vụ khác cái đó. Làm thời vụ tuy nó không vô biên chế, nó không bảo hiểm này kia, nhưng nó vẫn kiếm được bữa cơm hàng ngày chứ đã. Mình phải duy trì được cuộc sống mới tính được cái xa hơn. Và thật sự là sau thức 4 ngày anh. Hôm qua em đặt cái lưng xuống cái em ngủ một giấc sâu một luôn. Cái một cái một giờ mấy, một giờ rưỡi luôn á. Em bực mình vậy em mở điện thoại lên gần cả 100 cuộc gọi hơn. Ở đâu mà ai gọi dữ? Không biết, từ Zalo tới điện thoại thường tới mạng xã hội, trời ơi quá trời. Chắc mọi người quan tâm á. Dạ. Hỏi thăm nắm tay. Không, thật sự là đa số mọi người đều gọi để quan tâm và động viên em. Anh có một vài cô chú thì xin anh địa chỉ số điện thoại em để tới thắp nhang. Thì hôm anh đến thì thật sự thì Ma Hai không có quá nhiều bà con. Dạ tại, không, tại vì gia đình không có thông báo hả? Muốn đi cho muốn đi vòng yên ắng cho gia đình, nói chung là thứ nhất cái sảnh năm đó lúc đầu anh tới thì vắng thôi. Anh vừa về được nửa tiếng sau là nghẹt sảnh luôn. Ở đâu? Bà con dòng họ biết? Không phải, những đám tang khác vô nghẹt sảnh luôn. Vậy thì cái đêm mà quấy rối á đông lắm. Họ chứng kiến họ nói gì không? Người ta chỉ lắc đầu. Người mất họ vẫn còn nằm ở đó. Người ta lắc đầu, người ta không nói. Và có những cô chú tới chia buồn với em. Ai chị tưởng tới nè. Thậm chí có cái đám tang kế bên, cô kia nhìn ra em gia đình qua thắp nhang cho mắt. Vậy là chị nói vậy nè. Số 28 triệu á thì nó cũng không phải là nhỏ. Đối với em thì lớn thì cũng rất lớn. Nhưng mà vì hoàn cảnh của em thật sự như thế nào, vì bên trong thì chị cũng không muốn tìm sâu hướng rộng. Nhưng mà em có suy nghĩ kỹ chưa? Dạ, kỹ. Tại cái tiền này là tiền làm theo duy nguyện của hai mà, hỗ trợ những bệnh nhân nghèo hoặc người khó khăn, chứ không phải dùng được đến cá nhân của em và má hai. Thứ nhất là má hai không dùng để chữa bệnh được nữa rồi, thì là cũng có dùng một ít trong việc mai táng hai rồi. Thì số khoản còn dư là 28 triệu mấy này em gửi hết cho mình, thì mình giữ giúp em. Giữ là coi như là giữ giùm em. Dạ. Rồi, hoặc là mình có gặp hoàn cảnh khó nên mình trao cho, lại cho em. Không phải mình giữ giùm em để gửi cho những hoàn cảnh khó khăn nghèo. Có thì kêu em lên em phụ giúp cũng được luôn. Ok. Chứ thực sự là cái tiền này em đã nhất thống với hai từ đầu là cái tiền này hỗ trợ cho, nếu mà má hai xuất viện được á thì em má hai đến bệnh viện gửi lại cho những bệnh nhân thật sự là khó khăn. Coi như chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Còn bây giờ là má hai đi xa rồi thì hoàn thành cái di nguyện của má. Nên em không có dùng như việc cá nhân. Còn dư như em gửi lên hết cho mình. Mình giữ giùm em nha. Để thực sự mình gặp hoàn cảnh nào khó khăn mình trao lại. Thôi bây giờ mình nhận. Để đó bữa nào Dũng đến thì dùng cái tiền đó nấu cơm cho Dũng, nó phát trực tiếp cho bệnh viện. Dũng thấy sao? Ok. Theo như thời gian vừa qua mà Dũng ở đó mà Dũng nhận những phần cơm của chị Tưởng với Phong Bụi và tất cả của cô chú và tất cả của nhóm thiện nguyện, thì Dũng cảm thấy như thế nào? Ăn lúc mà mình không có tiền mình ăn cảm thấy nó ngon, hay nó cảm giác nó ấm cúng. Coi như là còn lúc mà mình cảm thấy qua cái cơn khổ rồi đó, mình bắt đầu mình thưởng thức chính cái món ăn nó như thế nào, nó ngon. Lúc mà mình nghèo mình đói chỉ có là gán nhét cho no thôi. Hay cảm giác nó no là được rồi, thật sự. Coi như là tất cả mọi người, tất cả nhóm thiện nguyện là làm cho những phần cơm cho bệnh nhân. Như vậy là em thấy cái là ăn ngon ok luôn. Không? Vừa ăn luôn, ngon thiệt mà. Nói thật lòng là ngon. Như vậy thì thôi. Nhưng mà cái cũng phải phục mấy anh chị thì hay đi. Đã làm đồ ăn xong rồi làm nước chấm để riêng qua bên cho bệnh. Hôm nay là nhiều người đi nhận, hôm nay mình nấu món gì vậy nè? Bánh canh, thịt heo. Mà người ta lấy hết nước mắm à? Tại dành sợ hết á. Có người chưa nhận đồ ăn mà lo lấy nước mắm rồi. Tại thật sự là ít chỗ nào họ làm vậy lắm, tại thường thường là họ phát đồ ăn không thì mình kèm đi về thôi. Em phải đậy đậu nguyên xe ba gác để bệnh có nước mắm để đó sẵn, có bịch nhỏ nữa. Nhưng mà thấy bữa mình không có để thun thì ba con của bác cũng hơi bối rối. Mốt cho mình. Coi như là như vậy ngày mai thì em có sắp xếp đi Tây Ninh với tụi chị được không? Dạ ngày mai hết đầu. Mới tính là ngày mai hết đầu. Cũng ngày đầu. Nếu mà không kẹt hết là em đi rồi. Thì em có còn tiền để mà cúng có cho mẹ. Chuẩn bị xong hết rồi. Okay. Chuẩn bị xong hết mới dư ra đây làm gửi hết cho mình. Rồi vậy thôi cũng. Anh hỏi thêm một cái nữa là sắp tới em làm gì? Vốn là mang như thế nào? Trước mắt là
một tuần lễ đầu này xin em xin nghỉ ngơi thì em chịu không có nổi mắt. Đến bây giờ tận bây giờ em vẫn còn rất là buồn ngủ luôn á, nói thiệt. Em thức 4 ngày liên tục trong nắm tay. Đến hôm qua là khi mà xong xuôi hết mọi việc, lúc 6 giờ chiều lên thắp nhang cho má một cái là anh về tới chỗ ông bạn là 7 giờ em nằm xuống một cái ngủ tới 1 giờ chiều này không ăn luôn. Là em đi ăn với đi làm với báo tử thì làm được. Thì bây giờ chỉ có nước là mai kêu má Út cầm cái này tới má Út làm rồi đưa luôn cái giấy hỏa táng, chắc nó trả lại được 2 triệu gì đó. Tại vì nó khuyến khích hỏa táng mà. Ở trò được 2 triệu. Đoán là vậy thôi. Thôi bây giờ chị tưởng đọc số tài khoản đó, Dũng chuyển qua cho chị. Em cho mọi người coi cái sự chuyển khoản luôn ha. Tại do cái 3 triệu nó gạch lại cho mát hẹn mất rồi. Thì đây là 3 triệu tiền mặt đây. Dạ. Là 28 triệu. Rồi chắc có lẽ là sắp tới đây, hôm nào phát cơm ở đây thì Điệp Dũng tới. Thì nếu mà khoảng 28 triệu này khoảng bao nhiêu buổi mức nhận là gì? Nếu mà làm hay một lần 200 phần á thì có 4 triệu một lần. 200 phần có 4 triệu. Được 7 lần. Được 7 lần. Vậy nha. Dạ. Còn cái chuyện gia đình của em á thì anh nghĩ là đóng cửa bảo nhau. Thì cái câu chuyện tụi anh nhận tiền á, mục đích là em phải đỡ phải nặng nề, còn phải suy nghĩ cái khoản tiền đó dạ, đúng như rồi. Thế nào. Còn mọi người cũng thấy là cái sự nghị lực của bản thân em không bị lại nữa. Cái thứ ba nữa anh muốn là cho người nhà em, cái người hôm trước tới đám ma á, rối rắm như vậy á, họ sẽ biết rằng là em không còn giữ gì của ma ai nữa. Đó là gia đình ruột của em hả? Thì đúng rồi. Và số tiền này cũng là nguyện em Dũng đã tự nguyện gửi lại cho Biết Cơm để giúp lại những phần cơm cho bệnh nhân và thân nhân của bệnh viện Hồi Chức Năng quận 8. Chứ là phong bụi chị tưởng không ý kiến gì hết. Đúng rồi. Này là di đúng nguyện không? Của má hai. Đó. Thì đâu đó chị tưởng nói trên video nó rõ ràng. Mình đây là Dũng tự nguyện là gửi lại cho, để nấu cơm cho bà con ở bệnh viện Hồi Chức Năng quận 8. Dạ. Hoặc gặp những hoàn cảnh nào khó khăn. Dạ. Thì giúp họ. Dạ, nếu mà sau này đi làm ngoài xã hội mà anh có mức thu nhập thêm thì em vẫn duy trì vậy. Rồi. Thì cái phần đó thôi để tính sau đi. Tại vì sao? Bây giờ thì làm nhiều thì má hai được hưởng thôi. Chị chia buồn em. Rồi sau nữa thì thay mặt bà con ở bệnh viện Hồi Chức Năng quận 8 cảm ơn em rất nhiều. Đúng rồi, em phải cảm ơn mọi người. Cảm ơn bà con trong bệnh viện. Có nhiều người lúc mà anh chị chưa hỗ trợ, nhiều người trong bệnh viện cung phòng giúp cũng nhiều lắm. Mang ơn nhiều người lắm. Mình không có cơ hội cảm ơn. Tại vì nhất là mình ít không vào đó, bây giờ mình không dám vào nữa. Câu nói mà ông bà người ta nói là ở đời là phải gặp phải là như vậy đó em. À, nói chung thì bây giờ chị nói cho em nghe như thế này. Thì ông xã chị nghe qua video của Phong Bụi chia sẻ lên thì ông rất là khâm phục thằng này. Ông nói đầu nó hơn tôi luôn á. Nó càng đảm ghê luôn á, ông nói gì đó. Tại vì hành trình cứu má hai thì nếu mà mình nhát mình không làm được gì hết trơn. Tại vì má hai đâu còn ai để dựa nữa. Mình mà buông luôn, mình buông xuôi luôn thì má hai dựa đâu. Lúc đó là chỉ biết là cầu cứu khắp nơi hết. Em nhớ là em gửi em gọi không dưới 15 cơ sở từ thiện luôn. Ồ vậy đó hả? Thằng này nó cũng không khác gì thằng Tịnh ha. Thằng Tịnh cũng vậy á, cứu vợ mà đi em gọi khắp nơi. Nhưng mà em không ông không đến trực tiếp cơ sở được, nhất là má hai nằm ở trong phòng cứu em không đi xa được. Rồi thôi chị cắt lại nói với em rồi, cuối cùng làm sao mà em lại đủ duyên gặp Phong Bụi? Dạ đứng canh me trước cửa. Ây da. Canh bữa phát cơm. Ờ. Vậy hả? Em canh 3-4 bữa luôn. Anh ăn còn nghiệp không? Cơm phát cơm á. Bữa đó là lúc mà trước khi em lại em gặp anh Phong em dùng hết. Nói chung là thằng là em bấu tím đùi luôn cũng. Xong em đi. Yeah. Lúc mà đi tắm thấy tím hai cái đùi luôn á, lúc đó rung thiệt luôn á. À, tồi vậy đó. Em có lúc phát cơm thì có quay một cái thước phim mà chú hôm đó Dũng mặc áo màu trắng. Thì thấy cái mặt, nghĩa là đang xếp hàng và thấy mặt một anh đứng xếp hàng mà cái mặt lắm lép có nhìn mình là chắc chắn là muốn nói chuyện em gì đó. Thấy địa không ai. Em nói là nhận ăn sao có gì không? Thì Dũng nói là em có nhắn tin cho anh Phong không trả lời giùm em. Thì em nói đâu giờ đang rất là bận cho nên là về nhắn tin là nãy có gặp anh Phong nói chuyện với anh Phong rồi. Thêm một cái nhắn nữa là về đọc là thật là biết là ai là nhắn tin. À thì em một ngày nhận phải trên 500 tin nhắn.
cho nên nhắn tin. Thì em biết mà cũng đâu phải một. Đôi khi có những tin đó đọc trôi qua thôi chứ không trả lời. Không, một mình em biết là một mình em á là còn sắp xa bao nhiêu người nếu như mà mình không tranh thủ mình bấu víu cơ hội gặp được thẳng anh Phong mình, cái cơ hội nó trôi qua đi thì má bệnh nó hành hạ má thêm ngày đó, không có thuốc gì nữa. Mình gặp sớm ngày nào mình có thể giải quyết cái cơn hành hạ nó bớt để cho má bớt đau ngày đó. Nói chung là dùng bữa đó là cầm cái bữa em nhớ là em lấy cái gì ta, bún măng vịt, bún măng gà, cầm bún xong đi vô đi lại gặp nói chuyện với anh Phong, xong anh Phong nhắn vậy chiều vô, nói chung nhẹ bớt phần nào. Tới ngày mà anh Phong thật sự liên hệ em nói trời ơi, rớt nước mắt luôn. Cái buổi sáng đó mà anh Phong tới thêm chút nữa chắc thấy cảnh đúng cầm vỉ thuốc 100.000 ra mua 2 viên. Hôm đó là mua 2 viên thuốc, bác sĩ kêu mua 10 viên. Mà hết tiền rồi, mua 2 viên thôi. Còn có 27.000 mua được 2. Nhưng mà qua cảnh đó mới biết khổ nên em với má, em lúc đầu là má không còn nói chuyện được, nhưng mà em có nói, bây giờ con nói má hiểu. Thì má đồng ý thì mới chớp mắt một cái, má không đồng ý chớp hai. Thì em mới nói là nếu như mà con má hết bệnh hoặc là má đỡ bệnh, bác sĩ cho má về thì cái tiền này con hỗ trợ lại bệnh nhân nghèo, má chịu không? Má chớp mắt, má đồng thuận. Thì bây giờ em làm đúng với nguyện với má, đồng nhất với má. Thì mình hỗ trợ lại những hoàn cảnh khó khăn thôi. Má ra đi, má có giống như là có biểu tượng gì không? Không có đau đớn, không có đau khổ không gì. Má em đứng sát bên giường thì cái tay má còn nhúc nhích được á, má kéo cái tà áo má gị. Thì em đưa mặt xuống thì má nói gì mà nó không có ra lời thôi, xong rồi má nhắm mắt đi rất là nhẹ nhàng, đi không có chịu chứng. Cuối cùng rồi em làm đám tang ở nhà tang lễ, hiện giờ là ở nhà trọ, không dở chung với bạn, không dám về nhà trọ, nhìn đâu cũng thấy má chứ đâu có về đốt nhang cho âm cúng. Không, ngày nào cũng muốn lên chùa mà, sáng ngày nào cũng lên, tại vì chùa đó là mở suốt, tối thì tối 8 giờ thì ngưng tiếp khách thôi, chứ còn ngày thường ngày nào cũng đi ngang cũng mới lên, đây gần nhà máu. Cứ ngày nào mới lên thắp nhang nhang. Em coi đeo như tàn. Là sau nghe lời nói mà của Dũng nó nói chuyện với mình á, thì trước đây chắc bà cụ bao nhiêu tình thương mà cụ dắt dành hết cho Dũng này quá. Thì má Út đó mà, bà coi em như bạn sống. Anh nói thật với em á, sau khi anh gặp em, anh cũng rất nghi ngờ. Nghi ngờ, không tin. Anh chạy tới Chợ Thiếp, anh quen hai người tiệm vàng ở Chợ Thiếp để tao hỏi họ chỉ. Nhất là cái ngay ngã tư giữa Dần Quý với Phố Cờ Đèo là tiệm vàng Kim Sen 10. Và cái cô bán nước sâm trước là cô gái, cô bán áo nước sâm ngồi trước cửa tiệm vàng. Là hai người đó là chứng kiến suốt hết một quá trình má hai làm sao nhặt và nuôi em. Hôm qua bữa mà cái người nhà em nói mà gọi điện cho anh Phong xuống để mà vạch trần câu chuyện ra, thì em nói thì cứ việc thì rồi đấy, cho thiên hạ nó biết là một người thân mà đối xử với con vậy thì lúc đó ai sẽ là người ngại hơn, thì nghe vậy thì người ta đi về thôi, mình không gây áp lực nữa. Tại vì mình làm người có cái nguyên tắc này đơn giản, lúc ban đầu mình đã nhất trí với Hàm và bản thân mình cũng đưa ra cái đề nghị đó, thì mình nói sao mình làm vậy. Nãy anh Phong có hỏi em nè, tại sao không lấy 5 triệu ra để làm này? Nó không. Thôi, bây giờ mọi chuyện theo diễn tiến như vậy đi. Tốt nhất, tốt tất cả mọi người luôn. Ha. Vậy thôi. Vậy thôi, cho tưởng nghỉ ngơi buôn bán, ngày mai đi sớm. Giờ đi bán. Em cũng tranh coi thủ như luôn. Là chia sẻ với mọi người là coi liên tục là em không ngủ, chị không ngủ luôn á. Em uống này. Không ngủ miếng nào luôn á. Mà em chia sẻ với Dũng nha, những nói là cái quán này thức khuya dậy sớm bán, cái lợi nhuận thì không có ngàn nào trong đây hết. Có mình nấu cùng giàu tiền thôi chị, không giàu tình thương là được. Nói chung lời là chị không có nhận đồng nào trong đây hết, là để phát lương cho các em ở đây. Rồi còn mướn người không? Còn lại thì là dùng để giúp hoàn cảnh hoặc nấu cơm cho người nghèo ăn thôi. Rồi, chứ còn ngoài ra là chị không có lợi nhuận 1.000 nào đâu. Rồi quá trời, lời tình thương muốn lời gì nữa. Nói vậy đó. Lỗ cắm hồng bên dưới này. Hồi trước nấu cơm thì ngày nào cũng lỗ hết trơn á. Ngày nào cũng lỗ. Giờ thôi cho luôn. Thì cho luôn. Mức này có khác. Cho luôn. Biết đâu.